Sau Jersey có động thái gây phẫn nộ giữa drama, sớm giao gà cách điên nữ huấn luyện bạn trai từ 9 năm trước. Scandal Seo Ye-ji thao túng điều khiển bạn trai Kim Jung Hyun khiến nam diễn viên cư xử thô lỗ với Seo Hyun SNSD, hiện đang là tâm điểm trên khắp các mặt báo. Ít ai ngờ được nữ diễn viên xinh đẹp có thể là điên nữ từ trong phim cho đến ngoài đời như thế. Lời giải thích mập mờ từ phía công ty quản lý lại càng khiến netizen thêm phẫn nộ, ném đá nàng điên nữ. Đến nay, Seo Ye-ji cuối cùng đã có những động thái đầu tiên giữa drama. Netizen phát hiện ra nữ diễn viên đã xóa toàn bộ bài đăng trên Instagram cá nhân, nhưng không hề đã động gì đến scandal hay là tiếng để giải thích với công chúng khi bị disband bóc phốt. Ngoài ra, việc Seo Ye-ji hủy lịch trình tham dự công chiếu phim Reconder vào chiều ngày 13 tháng 4 cũng bị cho là động thái trốn tránh scandal nghiêm trọng. Chưa hết, theo tin tức độc quyền của Star News, nàng điên nữ ban đầu vẫn lên kế hoạch tham gia họp báo công chiếu phim như bình thường. Dù tham gia, nhưng Seo Ye-ji lại thông báo rằng cô sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến scandal thao túng điều khiển bạn trai cũ Kim Jung Hyun. Thế nhưng khi ekip sản xuất Reconder cho biết họ không thể chặn tất cả những câu hỏi liên quan đến vụ việc gây tranh cãi, và sau đó Seo Ye-ji đã quyết định sẽ không tham gia họp báo nữa vì lý do cá nhân. Được biết, lý do cá nhân của Seo Ye-ji ở đây là do vướng lịch trình quay phim mới Island. Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin tiết lộ Island vẫn chưa bắt đầu quay. Do Seo Ye-ji đã hủy bỏ họp báo nên trong sự kiện chiều nay sẽ chỉ có tài tử Kim Kang-woo và đạo diễn Seo Yu-min tham dự, trực tiếp trả lời báo chí. Loạt động thái của Seo Ye-ji khiến netizen vô cùng phẫn nộ vì bị cho là trốn tránh scandal và búa rìu dư luận hướng vào mình. Không ít người còn nghi ngờ rằng đây không khác gì động thái thừa nhận scandal của Seo Ye-ji, bởi nếu bị disband đồ oan, cô đã lên tiếng từ lâu chứ không trốn tránh như thế này. Bên cạnh đó, fan vẫn mong chờ câu trả lời chính thức của Seo Ye-ji để tránh dư luận đồn đoán. Ngoài ra, sau khi tin tức gây sốc này được disband công bố, netizen còn đào được một video từ 9 tháng trước. Trong đó, cựu phóng viên giải trí Kim Jong-ho đã hé lộ về chuyện Seo Ye-ji hẹn hò với Kim Jung Hyun cùng tính cách thật của điện nữ. Thậm chí, cựu phóng viên này còn cho biết nữ diễn viên điên thì có sao có cách huấn luyện, thao túng bạn trai cực kỳ đáng sợ. 9 tháng trước, hầu như không ai chú ý đến video, thậm chí còn cho rằng đây chỉ là loạt tin đồn thất thiệt. Nhưng giờ đây, netizen đều không khỏi rung mình vì mọi chuyện đều trùng khớp với lời nói của cựu phóng viên giải trí Kim Jong-ho. Trong video này, phóng viên Kim Jong-ho cho biết anh đã nghe chuyện Seo Ye-ji đang hẹn hò với một người từ lâu. Tôi không biết rõ, nhưng có một nam diễn viên tên là Kim Jung Hyun xuất hiện trong hạ cánh này anh. Cách thức mà Seo Ye-ji kiểm soát, huấn luyện bạn trai khiến netizen không khỏi rung mình. Kim Jong-ho tiếp tục bóc câu chuyện trước khi debut của Seo Ye-ji, nghi ngờ nữ diễn viên giả mạo học vấn. Tôi gặp Seo Ye-ji từ hồi mới debut, đó là một cô gái khá đáng gờm. Cô ấy nổi tiếng với câu chuyện du học Tây Ban Nha, nhưng không ai biết rõ cô học trường gì. Tôi chỉ biết Seo Ye-ji tốt nghiệp trường nữ sinh Yongsin ở Hàn Quốc rồi đi du học. Cô ấy nói theo học một trường đại học nào đó ở Tây Ban Nha, ngành báo chí và phát thanh truyền hình. Người trong ngành đều không thể xác minh chính xác trường học của Seo Ye-ji, mặc dù việc cô ở Tây Ban Nha một thời gian là thật. Cựu phóng viên tiết lộ, anh cũng từng tiếp xúc với những nhân vật đoàn làm phim Điên thì có sao, xem con người thật của Seo Ye-ji như thế nào. Câu trả lời của nhân viên khiến netizen vô cùng bất ngờ. Seo Ye-ji là mẫu người muốn có được sự chú ý và phải trở thành nữ hoàng. Tính cách thực tế của cô và nhân vật điên nữ cô Moon Young cũng không khác biệt nhiều.